Nghe mấy anh em giang hồ đồn đại gần đây á, năng lực trác quỷ Pika bá lắm. Được Min làm lại V1, V2 đỉnh. Rồi ok, test thử xem như nào ha. Tao gọi trái ba ra. Cầm ra thấy trái ba ra là thấy nản rồi. Nhưng mà không sao, gom hết các bạn à. Hốt hết. Random được trái ba ra, áo xì heo nay nó không độ cho mình được à. Rồi mình sẽ bắt đầu lấy Pika ra nha. Là con sao lon, cái shop mà lon không nổi đây. Rồi rồi, ok, Pika. Đây. Có vĩnh viễn Pika rồi nha bạn. À, lấy hình dạng Pika ra coi chứ. Đây. Đây là hình dạng của trái Pika hiện tại của Lốc Rút nha. Lúc trước thì chỉ có cục vuông màu vàng à. Giờ là ra hình ngôi sao sáng đẹp rõ ràng rồi. Ăn vô luôn ta ơi. Khi nào mình ra được Pika V3 không ta? Ok. Rồi đầu tiên là mình sẽ lấy thử hết trọn bộ V1 để coi lại coi mình có thiếu chiêu nào không, giống Mera sơn xa sơn sát nữa. Ok ha. Giờ quất thử à. Tổng gì vậy? Như gồng như chân thì ánh sáng cho ló ứng à. Thằng ốc. Đá không thấy đường ánh sáng luôn bạn ơi. Giữ 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 giữ. V1 này đỉnh cao à. Nhưng mà đá cũng không được xa lắm nha. Mưa ánh sáng. Thôi cái V1. V1 này chiêu hit đỉnh vậy ta. Chiêu hit này bá chế chiếc lửa luôn. Quang ảnh cước. À, chiêu này quen nhưng mà có điều làm lại hệ thống chiêu thức aura lên cho đẹp đẽ ơi. Ánh sáng oánh tạc. Wow. Dữ đấy. V1 đó các bạn. V1 mà giờ đã gớm ghê vậy rồi. Ở coi giờ bay nè. Này là mình bay theo thẳng, mình không điều khiển được á. Nào mà mình lên V2 mình mới có thể điều khiển được. Tính về đam của nó. Tại con sao cà lem vậy? Tao gọi máu mình. Ui ui. Nãy giờ hẹn gì? Đây, đây năng vô. Đã lót vô rồi, ok. Ngon lành. Bây giờ là đã cái đỉnh cao liền nè. 2004. Đối với Mastery hiện tại của mình nha. Rồi 3 số 4 đẹp dữ à. Tao con quái đó bắn bắn đâu trên trần nhà không kiếm gì hết trển. Chắc bắn thằng làng rắn máu bò anh trển. Giờ tiếp chiêu C. 3K2 em. Tính ra Pika V1 giờ xài ngon lắm nha các bạn. V1 lúc trước xài cùi lắm mà trời, cái chiêu này 4K rử. Đánh vô quái nha. Mình tưởng đâu mà bay gấp được con quái đi theo luôn chứ. Không được làm sao ấy. Đâu làm lại cái mưa ánh sáng coi. Ồ dữ liệt bắn đã. Phơi. Nhưng mà trong BB á, các bạn bắn chưa hết chiêu đâu là ta chạy lúc à. Rồi bây giờ thử Pika V2 nè. V1 đã thử xong ha. Tiếp V2. V2 bây giờ mình sẽ thử nhiều hơn. Quang tiễn. Rồi sáng. Sáng nhìn đã rồi chứ. Đó ba đường liền. Ba đường xung kích lại đây. Quất dưới dắt hạn hán liền. Quất cho trạng hán luôn nè. Đây 3K8 nha các bạn. Đối với boss với quái này nha. Còn đối với những người chơi khác á thì cái lượng đam mỗi bạn sẽ khác nhau nhờ cái số bounty á, mà nó có tăng thủ khác nhau. Như mình đây hình như là tăng được tầm khoảng đâu 20% thủ thì phải. Chiêu này thì bây giờ là mình không còn bắn về phía trước nữa, mà bây giờ là ánh sáng nó sẽ từ ở trên cao nhiễu xuống như là mưa ha. Đây. Đậu gì? Di chuyển theo đường luôn các bạn. Cái lượng đam quá khủng luôn. Hèn gì mình đi BB mình thấy mấy bạn Pika bắn mình chiêu này mình chả cũng được nha. Cái chiêu này bắn bắn mà dắt hạn hán mà còn bị khựng nè, các bạn thấy không đó? Bị khựng nè. Đó khựng á. Nó khó di chuyển. Cái chiêu này tôn ngon nè. Bạn nào mà đang học BB trái Pika thì đây là cái chiêu mà nói là rất là ngon lành trong cái công việc mà các bạn BB cũng như là giữ chân kẻ thù ha.
BB Tem thì cái chiêu đó là quá tuyệt vời rồi. Nó tương tự như chiêu V của Muji vậy á. Có thể giữ được kẻ thù á. Đó nè, đó, mình có thể di chuyển nè. Nhiễu ánh sáng như mưa à. Tiếp theo, kẻ diệt ánh sáng, kẻ quỷ diệt ánh sáng à. Trà gốc. Thì cũng giống như là V2 Biga lúc trước thôi. Nhưng mà có điều là aura được làm lại á. Và chiêu thức là được chăm chút hơn, kỹ lưỡng rất là nhiều. V thì cái vùng ánh sáng sẽ rộng hơn và cái lượng đam á nó sẽ được tăng cao hơn là V của V1. Tương tự V1 thôi nhưng mà cái vùng sáng nó to hơn. Lượng đam khủng hơn. Và tốc độ của ánh sáng nhanh hơn. Còn chiêu F thì chắc chắn là mình có thể điều khiển được rồi đó. Mình rẽ trái, rẽ phải, xây tới, xây lui thì ok đó. Đấy, Mika được admin sửa lại quá tuyệt vời đi. Mình đánh giá cao chiêu X nè ha. Chiêu V nè. Nội hai chiêu này là nó dồn đam là thấm lắm luôn đó các bạn. Tính ra là mình đi chung với electric hay là đi chung với súng rồi kiếm phụ trợ nữa là phải nói là quá là tuyệt vời rồi. Đó, bây giờ thì đã test xong với boss cũng như là mấy con quái, bây giờ mình sẽ thử trên một cái nhân vật mà mình thường test combo nha. Bây giờ mình sẽ thử với chiêu quang tiễn nha. Đâu đứng sát đam khủng vậy. Rồi chiêu ít xem. Ủa, tuyệt vời luôn các bạn ơi. 4k nè. Đánh với những bạn bô ti cao thì tầm 3k mấy. Phải nói là quá ngon, quá tuyệt vời rồi. Thêm chiêu này nữa. Rồi V. Bức nhiệt liền. Sao chống nào ý. Nhưng mà trong BB là không có bạn nào mà đứng yên cho mình đánh như vậy đâu. Nên là mình phải kết hợp cùng với electric, gọi là những cái melee cũng như là kiếm để mình phát triển cái quy lực Pika lên đến một cái tầm cao ở trong BB. Dạ, bây giờ mình sẽ thử chiêu khi mà bật Haki quan sát sẽ như thế nào nha. Apple mình sẽ bật Haki quan sát và mình sẽ thử bắn Z xem phá được Haki quan sát. Tiếp theo vẫn Haki quan sát và mình sẽ thử chiêu X coi là có phá được hay không nha. X đây, phá được luôn nha các bạn. Quá là tuyệt vời rồi. Vậy là luôn chiêu C, chiêu V thì Haki quan sát. Tuổi thôi bé ơi. Tiếp theo, bật lên C. Ô, né được chiêu C các bạn. Chiêu C mình có thể bật Haki quan sát để mình né được ha. Rồi hiện tại bên nạc phụ vẫn còn Haki quan sát thì mình sẽ V luôn thử ha. V chắc chắn né không được rồi. Trời, né được mấy cái các bạn à. Với một cái lượng ánh sáng nó nhiều, nó ập xuống quá. Nên là né ai né cũng không hết được. Vậy thì về cái chiêu Z và chiêu X thì Haki quan sát thì không thể nào mà né được. Còn riêng chiêu C và chiêu V thì Haki quan sát vẫn có thể giúp mình né được. Và khi mà mình sử dụng những cái chiêu này thì mình cũng có thể là di chuyển để mình chạy được. Nên các bạn đánh với Pika đó thì chiêu X thì các bạn vẫn có tỷ lệ chạy được. Chiêu C thì nó bắt trúng nó dỗ chỉ có một phát. Đây chiêu X mình thử chạy nè. Nó hơi khựng khựng lại một xíu thôi chứ vẫn chạy được. Nhưng mà mình do mình đổi ạc á, chứ mà nếu mà ạc bên đây giữ lâu á thì nó chạy nhưng mà nó chậm đó các bạn. Và nhược điểm của Pika là các bạn sẽ bay trên không trung cũng như là các bạn di chuyển liên tục thì nó sẽ rất là khó bắt hơn rất là nhiều. Mà một khi mà để anh đây bắt được đó hả thì anh bam cho thêm vài chiêu nữa. Các bạn nếu mà muốn đánh Pika BB thì bạn có thể bam chiêu cũng như là dùng những cái melee để hỗ trợ nó nha. Nãy giờ soi mấy cái chiêu thức của Pika mình quên đi cây kiếm ra. Rồi kiếm chém được nè, ăn K6 nha các bạn. Đánh với những bạn mờ mờ thì mình chém vào tầm K800 máu tùy vào bounty của các bạn đó. Xong cây kiếm ánh sáng về lượng đam rồi. Mình quay lại cái phần chiêu thức. Thì nói về trái Pika này đó, thì farm quái cũng như là đánh boss thì nó nằm ở mức tầm trung, ổn định. Còn riêng về mà các bạn đánh BB á, để one shot là rất là khó. Tại vì nó có cái chiêu bắt rất là thấp. Và cái chiêu ít đó thì các bạn phải cần canh cái độ chuẩn bắt kết hợp với melee cũng như là kiếm để có thể bắt tốt cái chiêu ít. Còn riêng cái chiêu C á thì các bạn cũng phải canh hướng để bắt sao cho chuẩn ha. Nên là nói về Pika BB thì các bạn chỉ có bam chiêu cũng như là các bạn kỹ năng cao xài kết hợp chung với electric hay là những cái melee như súng kiếm để có thể cho Pika lên một cái tầm BB vừa đủ ổn chứ vẫn không phải là một trái ác quỷ BB ở mức tầm mạnh nha các bạn. Đâu để giờ mình thử combo Pika kết hợp với electric xem như nào. C ha, vuốt lên rồi mình gema xuống rồi mình ít ha. Đó, mình bắn đây cái mình C.
Đó, mình vê xuống cái nữa. Đó, trời ơi. Đỉnh, đỉnh, đỉnh. Tự ghen mèo dài đuôi luôn các bạn ơi. Đâu để rủ chủ tịch ra đánh thử cái coi. Xem combo mình có hiệu quả hay không. Chủ tịch quýnh nhíu anh em ơi, trời con nhíu. Sai muốn chi mà. Đó, trời mình xê xong, mình bắn vê cũng được á chứ. Vậy cũng là một cái combo ngắn á. Chà, rào 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 ngắn, rào bể đầu mình rào ấy. Chuồn chuồn chuồn. Mình cũng có thể là sử dụng bam chiêu á. Chung là nó hồi chiêu nào thì mình canh hướng mình chơi chiêu đó thôi. Thấy mấy bạn chơi Pika là chơi vậy á. Chứ canh combo rồi đến chừng nào đúng không? Lại một trận với ai? Trận này thì mình sẽ đánh với Bắc Tô nha. Trời ơi, sử dụng Pika đi chứ. Ê, như trái đó mình chưa sử dụng chiêu lần nào luôn các bạn. Từ khi mà up 17.3 nè. Nào phải làm clip về sử dụng trái Pika combo mới được. Hãy thấy trồng mấy cái gai chứ hãy đã nè trời ơi. Nè gai nè, bể đầu nè, nó sờ bị ghe hả. Ý, trời ơi, bấm chiêu ít rồi là được rồi. Chiếc rồi là mình dính cái combo ngắn mà mình rồi ít xong cái mình dét cái mình xê cái khi dính được chiêu V nữa. Ngon đấy chứ. Không sao, chờ em triết hồi cái rồi, em triết hồi này ha. Xê vuốt lên, chú với ma xúc ta gọi. Nhớ mấy combo kia các bạn, nhiều combo ra riết lối lộn nhội bộ, không sao. Lại, chúng ta làm lại hả, rọi liền. Đó, vậy là tiêu diệt được Bắc Tô rồi. Tại Bắc Tô chơi cái kiểu cà khịa nha các bạn. Lần này mình sẽ đánh với chủ tịch ra. Bắc Tô đứng xem. Chủ tịch thì đánh mình nhíu. Ủa gì vậy, mình mới thấy gì nổ vậy. Ôi ôi, Bắc Tô đặt bom các bạn ơi. Chủ tịch đánh mình rồi dặm bom. Trời ơi, mình cần gì phải có bom. Chà trời ơi, vừa nói dưới câu mình dặm bom hơi nhiều nha. Giờ đóng bom của Bác Tô mà mình cần gì có bố. Trời ơi, các bạn cần có một đồng đội đặt bom nha. Vậy là các bạn cần gì có bố chi cực khổ. Giờ này là mình đánh với Bác Tô nè. Vô Bác Tô làm gì đặt bom nguyên tử xung quanh đây đâu nè. Vô nè, trời đứng nhìn ngó vậy. Đặt bom à, đứng bấm chiêu đặt bom các bạn. Sao cái bom này giờ xài mấy trái trên cơ. Giờ nhỉnh cùi đúng các bạn ơi. Vô nè, nó ít nè ha. ZCV bấm hết dàn chiêu được. Trời, Bắc Tô nhíu luôn nha. Chứ không phải không nhíu đâu. Chắc là do Bắc Tô sử dụng cái đờn không chạy á. Chứ bình thường là mình ít cái mình Z là chạy được rồi. Trái Pika để combo đâu có dính như Muji nhiều đâu. Có Muji chiêu V bá quá. Ôi, trời trời. Ê, chết lũi á nghe đâu Bắc Tô me đặt bom. Đâu có đặt bom nữa. Bom mẹ. Làm gì? Trời đứng đặt bom. À, vô dính mấy khoát cho Bắc Tô vui các bạn ơi. Trời nổ luôn kìa. Hy sinh báo gì chính nghĩa ghê vậy. Em đứng coi Bắc Tô dở trò gì tiếp tục. Xài cái bom đầu chứ. Cái bom này mà Bắc Tô mình xài ra mà xe vừa thường chắc mình quýnh mềm mình. Về liền đó. Cao cha mình vẫn đẩy sau đó mình về ha. Và mình đẩy mình solo theo mình xê rồi mình về. Nó cũng là một cái combo ngắn gì các bạn. Mình không xài được combo dài, xài combo ngắn. Rồi Bắc Tô làm gì lướt lại đây đặt bom nó trời nổ. Rước ở đây bùng nổ. Gồng chưa đủ đô là gì nó bự. Làm gì đứng làm gì đặt bom nữa. Dặm dài phát cho Bắc Tô vui các bạn ơi. Bắc Tô me đặt bom nãy giờ mà. Đó vô dặm dài phát rồi có phong trào. Tội nghiệp Bắc Tô đang đứng đánh vậy tổng khu tu đích đặt bom mà mình dặm dài pha. Giờ mình electric cái mình combo cái nơi xong á. Combo ngắn nha. Cái này combo mà sử dụng thực tế không ngon như bạn. Ờ ít nè. C nè. Đó, cái mình vơi cái nữa đó. Trời ơi tuyệt vời. Dính cái electric cái mình ba bít nhiêu được rồi. Ở chắc video lần này chắc mình kết thúc luôn các bạn ơi. Cũng cảm ơn Bắc Tô chủ tịch đã hỗ trợ video. Và hẹn gặp các bạn trong video sau. Bye bye các bạn.